Đấy. Lâu lâu mới được cái áo màu vàng phết đấy. Ngày trước nó trắng bốp này, vàng này, bây giờ chuyển màu vàng này. Nóng gió trên mái. Cái cổ này sau nuôi như nó có mầm thở đây, nuôi nó nở cái cổ ra đẹp. À, ok, cái đấy làm được. Cơ bản là bây giờ chỉ khống chế những cái phần này là nó, thứ nhất là cái chiều cao với cái tỷ lệ của nó là được rồi. Bây giờ không không thể cao hơn hay là mạnh hơn được nữa, để chờ những cái đằng sau nó xong hoàn thiện là vừa. Này, cái chiều cao của cái này không thể nào cao hơn được nữa, cao hơn là cao hơn ngọn. Khống chế. Làm thịt thần tài này, tắm rửa cho thần tài cái này, anh em xem. Đây, xem nào. Được. Chảo nhé. Chủ yếu nuôi ở dưới rồi. Bên cái bên kia. Cái này chảo. Ừ, cắt. Bên kia. Đấy. Cành nó cứng to, lá nó dày lắm anh ạ. Lá nó dày lắm anh ạ. Đây xem nào. Vâng. Cứ cắt dài dài tí thì em còn cắt nữa. Đấy. Lần đầu tiên vật lá này tí, lúc này thì nó xong ở phần này. Đây phần một nhánh đằng sau, bên này còn phải nuôi thêm vào cái ngọn. Là ok thôi. Vật lá để cho nó kích thích tổng thể nó đẩy lên. Lá nó rất dày, một cây này khỏe vô cùng luôn. Thì như anh em xem. Cái bệ bãi của nó như chống đội tam luôn. Hơi ướt xíu nên vật lá nó hơi ngại. Ôi, kệ anh vật thế nào vật. Tí nữa thò tay vào. Nhìn này mất hàng tiếng đấy. Nếu bấm được thì tốt. Bấm không, ý là vặt bằng kéo được ấy thì tốt, mà nó lâu. Bởi nhiều khi mình vặt này này, thật ra cũng chả vấn đề đâu, vì sau nó lại mọc lại, mình giật này này, bay mất mất mầm. Đấy, ví dụ như cây nào mà mình đang xây dựng cái dăm mới ấy, mà giật thế là nó bay hết mất mầm. Đấy, nhiều khi mà thấy cắt bật sau nó lại không thấy nảy, vẫn tươi mà không nảy, nó mất mất mầm rồi. Đấy, nhưng mà cây mà to mà dùng kéo mà nhặt từng cái thì chết hết hơi. Thôi cứ cẩn thận được đến đâu thì cẩn thận, không thì lại nuôi lại nó cũng nhanh. Cái dăm cây này nó cũng dày rồi, bỏ bớt đi cũng không sao, thanh lọc luôn được bộ dăm. Thường thì cái nào nó yếu nó sẽ đứt, thì cái đấy thay đi cũng không sao. Vặt hòm hòm thịt.
Nhiều mầm chi chít quá. Chưa ngó. Cưa to hay bé? Cái nào sắc sắc đi, để cưa thành con.
răng nào nó mau tí, có cái răng mau nhỏ. Kéo cắt được. Vỡ, mát này khoảng một tuần như thế, anh phải kể ra nó nắng như một hôm nó ráo nhựa xong bắt đầu mới mưa, đẹp, mải nhanh. To nó được, cái này to, cái bé mà để dài một tí là anh ơi, cái này theo sau nó lại to ra này. Ít cây nên em nhặt hết. Trước còn nhặt thì bây giờ rất sợ. Nên phải kiếm xì ở cái chậu hành. Kiếm mẹ rồi. Để đâu được? Đâu vác về nhiều đâu, có một hai cây thôi mà.
hai con xin đời tính mang về quê làm. Nhưng mà đấy, chỗ này để thoải mái. Còn nhiều chỗ lắm. Đấy thì hết mẹ chỗ con đâu. Đợt vừa rồi xuất đi nhiều mà lâu lắm không mua được cây nào mới đâu. Mua một hai cây mới. Ngày trước ở quê chứ nhưng mà ở đây. Không, về đây thôi. Về đây thì còn đây, cái lắc này nó xuống. Còn nhiều chứ. Cái chữ này nó non hay sao mà cái mỡ này nó lên mọc nó mềm lắm. Cái này nó đang bị thế nào? Cái gì ạ? Lá cho nó bình thường. Nó cứ bạc bạc này. Bây giờ các cái tay của nó cứ bấm. Thank you.
Hậu tí đây cho nó lở đấy. Nhìn hơi uẩn. Cái này không phải xử lý nhiều. Cái ngọn cái tay đấy là phải làm như thế này. Nhìn nó gọn gàng. Lâu lâu mới được cái áo mà vàng phết đấy. Ngày trước nó trắng mốt này này. Vàng này, bây giờ chuyển màu vàng này. Nắng gió trên mái.
Cái cổ này sau nuôi như nó có mầm thở đây, nuôi nó nở cái cổ ra là đẹp. À, ok, cái đấy làm được. Cơ bản là bây giờ chỉ khống chế những cái phần này là nó, thứ nhất là cái chiều cao với cái tỷ lệ của nó là được rồi. Bây giờ không thể cao hơn hay là mạnh hơn được nữa. Để chờ những cái đằng sau nó xong hoàn thiện là vừa. Cái chiều cao của này không thể nào cao hơn được nữa. Cao hơn là cao hơn ngọn. Khống chế. Da rẻ đẹp chưa? Bệ của nó kinh lắm, anh em nhìn cái nước chảy ra là biết này. Bị lấp hơi nhiều. Đây này. Chân trước mà rũ ra là kích cái chậu này. Giờ tháo ra cái chậu này giờ hơi khó. Đẩy nó kích ra nó nở hông này. Chậu hợp đẹp rồi thì chả cần. Đấy, fail. Cái này để cây này mà to hơn tí nữa nhỉ, để cạnh cây này hợp này. Làm bộ ba luôn. Hai cây trực hai bên, một cây ba vai ở giữa. Kiếm con nào xứng hơi khó đấy. Con này mà con này lại hơi thấp. Con đấy lại làng. Đây à, ừ, con mà giống giống con này, này đẹp. Con này chiều cao thì cũng tương đối đấy, nhưng mà về kích thước thì hơi nhỏ hơn một xíu. Nhưng mà để mà có bóng vào rậm lá thì để cạnh được. Nó đều cao cỡ 40 phân, khoảng 40 phân. Vực 1-2 cây đằng kia lên cây nào cùng cỡ thì khả năng là được, theo được. Không có để làm hai cái làng hai bên được. Da rẻ. Cái nếp này. Cái nếp nó chảy để như ở hóa thạch này. Đấy, fail. Cái tay bên này thì đang để vui vui cho nó có bóng để quay cho nó đẹp thôi, chứ còn mình đang chỉnh sửa nhiều. À, xung quanh này nó già. Đúng là thằng em bên ấy nó gọi là thần tài cũng cây này, nhìn thần tài nó làm kinh doanh mà, nó nhìn nó thấy nó có hồn, nó có tướng phát tài phát lộc mà. Nó thích cái cây này lắm nhưng mà giá nó hơi căng. Cây đẹp thì giá phải cao và đúng rồi. Bên này nó cơ bản rồi, bây giờ cứ hãm này để chờ ông khác. Đây, cứ cắt giật cục kịch này là ok. Da rẻ. Ngày xưa nó một nhánh ở đây nữa này, nó cũng cỡ cái cây này, nhưng mà tách ra. Cây đấy giờ bán được mấy chủ qua mấy chủ đấy này. Xẹo xẹo. Cái hòn sỏi mới nhặt nhét được vào đây được vài tháng kín rồi, không nhấc được ra nữa. Đấy. Phê quá. Nếu mà để cái này thì anh em không nhìn thấy bệ. Đấy. Phải quay cái này, cái cây nó rất sâu. Quay này. Đấy. Rất sâu, phụ lực thật, đúng kiểu như cây hút tài độc. Nhìn vững trái. Cái này nổi lên mặt chậu nha. Cái này nổi lên mặt chậu nha. Đấy. Nhổ như di lặc. Đấy. Nhìn hoan hỉ lắm. Da rẻ đẹp. Anh em nào chê gì thì chê. Nhìn cái này là thèm đấy. Bao giờ xong bên này, ôi dồi ôi. Hiếm có. Cái độ khó, độ lắc lược, lượn thì không nói. Bởi vì đối với cây to ấy, mà hàng tầm 4 người khiêng trở lên thì nó cần những cái tay nghịch, rồi nó điểm chuyển cổ, rồi nó lắc lượn, nó kinh khủng. Nhưng mà đối với những cái cây mà làm theo bonsai kiểu mini ấy, thì lắc như thế là rất là xấu, nó bị rối. Cứ rụt rịt mà lực này là đẹp. Nhất là đối với xanh si, những cây khác thì không nói, mà xanh si đẹp. Lực. Thậm chí đừng có cầu kỳ quá. Đối với những cây mini đừng cầu kỳ quá, cứ làm thật rụt, thật bóng, thật đẹp, dăm là được. Cái cốt nó phải cốt đẹp rồi thì không nói. Còn đối với cây to thì phải làm khác. Cây to mà cứ làm nó không có những cái điểm chuyển nhiều là xấu. Đó.